nó mình nó không bám, nó có gì bám đâu anh Tâm, mà ý là nó không có gì bám thằng Dũng là. Ý là nó ngồi trên một cây tre nó khó. Hai cây trên một cây mới sợ chứ, hai cây. Dù thế. Cứ đi bình thường mà. Sắp đi. Thế là đấy xong rồi. Đây ông đấy đứng ở dưới cây dưới. Đứng dưới hè viên gì à? Cứ ngồi cắt thoải mái cái hết cái cây dọc đi. Nãy anh đằng nào anh chuyển về đằng sau, đằng nào anh chuyển về đằng sau, nãy anh cho nốt về đằng sau. Bật lô rồi à? Bật lô nãy anh đằng nào anh cho về. Đằng nào vẫn phải về cho về đằng sau ấy. Trưởng phạt trước cả lợp luôn. Làm lại là hợp đồng tiếp. Bây giờ làm lại hợp đồng. Đừng ăn cả cái mái nhà bên này mà. Nhượng nay không đi à? Tưởng nó rơi trượt cái thang ở ngấy anh ta mời từ từ để đấy. Nó trượt cái thang.